Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay tập 3 chúng ta sẽ làm tiếp cái phần tập 2 chúng ta đã khám phá đến, đó là cái thử thách của đại bàng. Thì hôm nay phần 3 của chúng ta là chúng ta sẽ vượt qua cái thử thách đại bàng này. Let's go. Và trước tiên thì trước tiên vào game phần 3 này thì hôm nay mình rất là cảm ơn anh Thanh nhé. Anh ấy đã lặn lội từ nhà của mình ra ngoài ngân hàng ấy để cho gửi tiền cho mình, kiểu như ảnh ủng hộ ấy. Một số tiền cũng gọi với mình cũng khá là lớn, nên ra là cảm anh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều trong cái thời buổi khó khăn này mà anh có một cái tấm lòng như thế giúp đỡ em, thì em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Anh Thanh hôm nay là sáng nhất khu. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Không nói nhiều nữa, chúng ta vào cái phần 3. Thử thách đại bàng. Let's go. Hôm nay vô sớm á. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Nói chung là tầm 7 giờ thì tôi sẽ like. Lâu lâu hôm nào thì có thể là tôi like trễ là do tôi ăn cơm rồi này nọ. Chứ bình thường là 7 giờ tôi like. Và trưa anh em đừng quên trưa nha. Trưa tôi sẽ like trên Nono. Tầm 1 giờ trưa tôi sẽ like trên Nono. La la la. La la la. Cái game này mẹ mỗi lần nó lót vào lâu vãi chưởng. Tại vì tôi bật chế độ Ultra anh em, nên thành ra là nó phải lót lâu ấy. Chào anh em nha. Rồi. Từ đã, đợi từ tí để tôi chỉnh cái tiếng nó bé bé xuống tí. Nó hơi to. Rồi. Rồi, chúng ta đã đến với cái thử thách đại bàng rồi anh em ơi. Coi cái thử thách đại bàng ở trên gì nó không nhẹ. Ok. Ở đây thôi. Tới thử thách con kim rồi. Nhảy lên đây. Might be a ladder if it was the right way up. Chắc là có cái lối gì đó đi lên trên á. Đây có phải đây. Rồi, đây có cái lối này. Tới thử thách con kim. À đây xuống đây. Trời ơi, đừng vội. Tự nhiên tôi bấm nút cách phải.
lên trên. Khó, cái này mới nhảy lên đúng nè. Cái này đi lên. Rồi, chào Âu và chào Âu. Rồi, hello anh em. Rồi, chắc là đi bên đây rồi. Chờ cái này qua, chờ cái này qua, chờ cái này qua. Oh, ok, lên lên lên, nhanh lên, nhanh lên. Hurry. Come, 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 come. That was close. Đó, qua đây rồi làm gì nữa. Xuống đây á. Rồi. Dây này, cái này, bắt qua đây được không? Wow, oh, ok, ok. Cái, ở trong đây có một cái dây nữa nè, mà bắn ở đây đâu được. À đây 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 ở đây ở đây. Bắt không được đâu. Được. Nhảy lên đây coi thử có cái gì bắt được không. Kéo thử xem. Ô, kéo ra được này. Yes, that'll hold. Dây này để làm gì đây? À, dây này bắt vô đây. Phải không? Ủa, ở đây làm gì có dây nào? Làm gì có cái dây nào ta? Cái này gắn vô đâu vậy? À, đây dây, dây này nè, dây này. There. Should turn now. Hang, hang, feel it. Good. Hurry, got hurry. To find hurry. Another way out. Qua đây.
lên được rồi. Mừng quá. Finally. Lại còn cái cuối nữa. Phải leo một lần cuối nữa. Lần leo cuối này. Lần. Định chờ cái kia nó qua. In a temple built in your honor. Rồi, đi vô cái hang này nè, chúng mẹ nó luôn. Đi vô cái này. Careful. Em đang tiến đến gần thành phố. Ẩn đấy. Rồi, đồ này. Đây. Rồi. This appears to be Incan, but it looks newer than the stone underneath. Was this made later? All full up. Can't carry any more. Dế tên lửa gì nhiều đã. Chưa được 4 mũi thôi. Cái này phải nhảy xuống sông rồi. Có gì hết đấy. Ở dưới chả có gì. Ồ, chắc là phi qua đây rồi. Trang ơi, tối Trang thường hay chơi mấy giờ? Tối tôi sẽ live tầm 7 giờ anh em.
Thường là tôi like buổi tối vào 7 giờ. Ở phía dưới này có cái đường này nữa là sao ta? Là sao nhỉ? Không có nhảy qua đó được là sao ta? Tại trong game nên thật ra tôi muốn thử thách đó mà. Ở bên đây không nhảy qua được vậy nha. Thế là đường bên đó là đi đường nào vậy ta? Kìa bên đó có đường kìa. Kìa mẹ. À ra đây mẹ. Đây. Em đây mẹ. Tôi nghĩ cái đường này là đường ra chứ đâu. Nghĩ là đường này đường ra. Sao móc dây xuống không được? Thả dây xuống đi. À, cái đường này là đường ra mấy ông ạ. Đường này là đường ra chứ không phải là đường vào. Thôi, cái đó là đường ra. Chết lẹ, chết cho lẹ. Rồi, đi thẳng vào trong đây. Phải cha đó thiệt chứ. Cái đường đó là để đường cho mình ra ấy. Game này hơn 1 triệu. 1.2 triệu thì phải. Tôi mua trên shop device là 1.2 triệu. Trời mới đẹp vậy. Wow. Game đẹp mấy chuẩn luôn ấy. Jonah, cái tầm nhìn ở đây cực kỳ tuyệt vời. Chắc chắn là thành phố ở sắp gần rồi. Sắp gần ở đây ấy, Lara. Anh đang vào trong một cái hang. Jonah. Sắp tới rồi. Damn. Mất tín hiệu rồi. Cái cảnh đẹp vãi lìn luôn á. Đây, có một cái kem rồi. Để mình tăng điểm ra. Từ từ để tôi up cái này lên Facebook đã. Đi ăn trộm nèo. Đợi tôi tí để tôi share link YouTube lên Facebook của tôi. Rồi, ok, xong rồi đó. Tăng điểm. Trời má, điểm skill đéo có cái điểm nào hết á. Đẹp. Thôi chỉ là có một cái kem thôi là được rồi. Impossible. I can't carry anymore. À, nhảy vô đây. Cái bắt mình nhảy vô đây nè. Nhảy vô đâu giờ? Con L chơi game giống trực tiếp game. Xin lỗi bạn Minh Huy chứ mình có tiền mình chơi game bạn ạ. Còn địt mẹ bạn đéo có tiền thì bạn im con mẹ nó mồm vào nhá. Bạn đéo có tiền bạn lên đây bạn coi livestream thì bạn im con mẹ nó mồm vào. Còn không im được thế thì nói tiếp đi để quan tâm. Can't stay here. Anh bay nó làm gì kệ nó đi. Ôi trời ơi. Kệ anh bay nó làm gì để nó ngồi gấp vui cho anh em. Để nó nói gấp chuyện gấp bơ. Shit. It's giving way. Nhanh con mẹ nó lên. Yeah.
Đúng vậy, đéo quan tâm mà trả lời comment bố mày thích. Làm gì được bố mày? Tức không? Bố mày thích nói đó, làm gì bố mày? Làm được kẹt gì tao? Súc sanh. Tức không? Đồ má không có tiền chơi game tức hả? Đĩ điên. Bởi vì tao nói nghèo thì ngậm mẹ mồm vào. Ok, giống như mình nè. Ui, nhảy này đẹp nè. Tướng đẹp vậy, ta rang, ngon vậy. Có gì đâu friend. Rồi, người ta nói nghèo thì ngậm mẹ mồm vào. Này mà, nói chi. Quên mất, xin lỗi anh em. Này là kênh văn hóa, mình không được nói tục như vậy. Xin lỗi anh em rất là nhiều. Rồi, game này đồ họa tuyệt vời. Để nó comment cho nó giải trí. Buồn. Nhảy qua đây. Lâu lâu chị cũng quay lại là bản tính đàn. Ui ôi mẹ xuống kìa. Trang luôn. Thật sự Trang là con trai nên ra là thoải mái lắm. Đây là Jonah, cái con đường rồi. Em đã tìm được city. Rồi, thành phố ẩn này. Bây giờ em đang đi tìm cái con rắn và cái đôi mắt bằng bạc trong cái câu đố tiếp theo ấy. Đây là cái đường vào cái thành phố ẩn này. Anh em thấy nhà không? Đây nhà này. Wow. Vào được vậy. Chỗ này, chỗ này giống đàn tế quá vậy. Hay là gì đây? Kéo ra thử xem. Đó. Nhà này có gì không? Ui vàng. Biết lắm mà. So với hai bản trước thì bản nào đẹp hơn vậy chị? Đương nhiên là bản này rồi em. Bản này chị thấy cách chơi nó hay hơn. Tại vì chị có cảm giác cái game này nó làm có nó pha một chút và một chút cái game Uncharted ấy, nên ra là khá là hay. Cái này không được gì. Đâu người ta. Đủ má. Hello. Cái gì ai vừa rên phát cái giật mình. Tự nhiên cái gì nữa kìa. Thôi em à, thôi em, thôi đừng rên nữa. Who's that? Ai đó? Mấy thanh niên rên ghê vậy. Hello. Hello. Xin chào, ai vậy? Thằng nhóc. Thằng nhóc này chắc tầm 15 tuổi, 13, 15 gì đó. I can help you. Chị có thể giúp em. You don't belong here. Chị quay trở lại đi. Cô không thuộc về nơi này. Nghe này, chị biết rằng nó rất là đau. Nhưng thằng Lin đâu đây? Ôi, đâu vậy? Lão này. Lão phụ lấy thằng này là người thổ dân hay sao vậy? Trinity. Thằng này nó đeo phù hiệu của bọn Trinity này. Thank you. Cảm ơn chị. Mờ á. Không phải mờ đâu. Cái này là đang ở trong rừng nên có sương mù. Chứ không phải là mờ đâu anh em ạ. Cái này là sương mù trong rừng Amazon ấy. Chứ không phải là do nó hình ảnh nó bị mờ đâu. Đây bà nào đấy? Who are you? Cô là ai? What's your purpose here? Điều gì mang cô đến đây? Tôi là Versace. Một nhà nghiên cứu. Tôi tên là Lara. They'll be back. We must find. Quay trở lại, chúng ta cần phải tìm nơi an toàn. Bring. Mang cô ta theo.
để biết Ray nhiêu thế. Không biết nữa. Đợi tôi tí để tôi coi biết Ray bao nhiêu. Hình như để biết Ray 6.000 mà. Chắc là do mạng của anh em bị gì ấy, không đủ mạnh để kéo cái game này. Anh em đợi tôi coi đã. À, bitrate có 4.000 năm mà. Em để bitrate có 4.000 năm thôi. You're not only my son, you're my heir. Con không phải đơn giản là con của ta, con còn là người kế thừa của ta nữa. Con không nên dây vào những cái nguy hiểm không cần thiết như thế. Lỡ mà cô ta không tìm được chúng ta thì sao? I'm glad you're safe. Mẹ mừng vì con đã an toàn. Sao mới vào chửi con này? Bà này chắc là nữ hoàng gì đây? Nuôi thừa kế kế tự gì nữa? If you're not with the cult, nếu mà con không phải là tội giáo phái đó thì tại sao cô lại biết được vào đây? Tôi đã theo một cái bản đồ từ một ngôi đền. Tôi đã hy vọng ở đây chỉ là một tàn tích, không phải là cô hoặc là những thứ này. The cult. Why did they attack your cái giáo hội đó, tại sao bọn chúng lại tấn công con trai của cô? I recognize their insignia. Tôi nhận ra cái huy hiệu bọn chúng. Tôi biết bọn chúng giống như bọn Trinity. Stop them from doing what? Cô ngăn chặn bọn chúng khỏi làm cái chuyện gì? They're looking for an artifact. Chúng đang tìm một hiện vật, some sort of một loại giống như là một chiếc hộp. Nó kết nối với một vị thần mặt trăng. Why do you want it? Tại sao cô muốn nó? Steal it? Cô muốn cắp nó? No. Để bán nó à? Không. I just call it Trinity. Tôi chỉ là không muốn bọn Trinity hoặc là cái giáo hội đó lấy được nó trước thôi. Bọn chúng rất là nguy hiểm. Why? Tại sao? What have they done to you? Bọn chúng đã làm gì với cô? Họ đã giết bố của tôi. Can I show you something? Tôi cho cô thấy một thứ được không? Do you know what this is? Cô có biết cái thứ này là gì không? This is Paititi. Đây là Paititi. You're already here. Cô đang ở đây đó. Paititi. Paititi. Sitting. Phố ẩn. What's this eye? Còn cái đôi mắt này là sao? Cái con mắt này là sao? That is a place of death. Đó là một nơi giữa cái chết và hy sinh. And you think your artifact và cô nghĩ cái hiện vật của cô ở đó à? Yes. None who has gone has ever returned. Không ai vào đó mà quay trở ra được cả. I'm willing to try. Tôi rất sẵn lòng để thử. You will risk it simply to stop the cult. Cô chỉ là đơn giản mạo hiểm. Yes. Để ngăn chặn bọn chúng mà. Đúng. Bring him in. Mang anh ta vào đây. Jonah. Are you okay? Em ổn chứ? Do you know this man? Cô biết người đàn ông He's này my không? Best friend. Ta là bạn thân của tôi. Abby. Abby thế nào rồi anh? Who else is looking ta for vẫn you? Ổn. Có người nào khác tìm There's mọi người no các người không? Có ai cả. I believe we're seeking the same thing. Tôi tin rằng chúng ta đang tìm kiếm chung một thứ đấy. Tôi sẽ mang cô đến gặp con gắn và đôi mắt bằng bạc. Còn anh ta thì ở đây, cô sẽ không đi được xa nếu mà cô nói dối đâu. Ổn mà anh sẽ ở đây. AC, mang cho cô ta một vài bộ đồ đi. Còn anh thì để mắt đến anh ta. Em sẽ quay về nhanh nhất có thể. Pretty nice place. Nơi này đẹp ha. Im mồm. Mày thì im mồm. Bà lờ. Trời má đẹp. This is incredible. Đẹp lắm luôn á. Đây là một cái thành phố biển ẩn á. Thành phố ẩn nè anh em. Paititi. Mở ra được một thành phố ẩn ở này ngon. Mày biết hiểu sao bộ lạc này gạch tiếng Anh vờ lời ấy. Tôi biết tên chị. I apologize. Tôi xin lỗi. Tôi là một nhà lãnh đạo muốn nổi dậy. Tôi cần phải cẩn thận, cẩn trọng. Tôi là một nữ hoàng. Tên tôi là Unutaru. Unuratu chứ. Edsley,
You still owe me a scouting report. Yes, ma'am. Anh này tên là Unutaru. There was one thing this morning. Yes? I saw Hakan debating with his neighbor. He seemed angry. Thằng này đang báo cáo cho bà biết về một buổi đi tuần sáng nay của thằng nhóc này. Nó bảo rằng là nó chứng kiến một cái cuộc cãi nhau của hai người. Sau đó khi thằng này đến gần á, thì mấy người đó lại bắt đầu kiểu như bắt tay làm hòa, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó. Vale, el wow you became, Kawili Kesnela. As you can see, secrets don't stay secret for very long in Paititi. If you were to deviate from the plan, you'd find out quickly. Bà này bà đang dẫn mình đi đến chỗ con gắn với với cái vương miện bạc bạc ấy. She's here to help me find something I lost. You don't have to worry about it. Vậy là đi bộ lạc à? Was father a scout when he was my age? He was a hunter. Was he ferocious? He could be, but he was also very kind. Wow. Đây là thành phố bị mất đây. Look around if you wish. Who are you? I will be in the market across the river when you're ready to find the box of Ishel. Bà này bà bảo là mình cứ tự nhiên. Trời ơi trời. Rồi. Chắc là thằng ngày nãy nó chửi tôi á. À. Rồi tôi giải thích lại là bà này bà bảo là cô có thể tự nhiên tham quan nơi này. Khi nào mà cô sẵn sàng thì lợi chợ kiếm tôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan khu này. Mẹ con lạc đà đây. Con này là con cù với con lạc đà vậy. Chị ơi mờ. Mờ thì bật HD lên mà coi anh em. Mẹ tôi vừa livestream tôi vừa coi mà HD mà còn mờ cái gì nữa anh em. Tôi vừa coi livestream vừa bật HD nè, sao mờ được. How to mờ. What I saw. Greetings. He has them. Enough, Taki. You lost your dice, fine. But don't lie about it. Thằng này mất cái xúc sắc hả? I can see him. Even if no one else can. Are you okay? Em ổn chứ? No. Không. Disco the dead took my dice. Disco đã chết, no đã lấy cái xúc sắc của em. Mà không but ai tin em them. Cả. A dead man took your dice. Chết lấy. Are you sure you didn't lose them? Cái xúc sắc của em mà. Em chắc là em không làm mất chúng không? As the rest of them. I'm sorry. You're right. I'll tell you what. I'll pay very close attention, and if I see Pisco the dead, I'll ask for your dice back. Pisco đã chết là sao? What the fuck? Really? You believe me? Thật ư? Chị tin em à? It won't be the first time the dead seem to speak to me. Đây không phải là lần đầu tiên mà người chết nói chuyện với chị đâu. Dead. Từ đã. Đây. Mình vào được trong đây thì mình đi. Đi tìm hiểu xung quanh xem. Vào trong đây để làm nhiệm vụ phụ anh em à. Thường những chỗ này có nhiệm vụ phụ, mấy cái mộ ẩn á. Tìm xúc sắc cho thằng nhóc này nè. Nhiệm vụ phụ là đi tìm xúc sắc cho thằng nhóc này. Hai đây. Ông này mặc bộ đồ giống tụi giáo hội hồi nãy vậy. Cái giáo phái hồi nãy ấy. Beautiful. Mấy đây đẹp vậy. You're here during a busy time frame. Kikita no. Bà này bán đồ chắc. I don't recognize you. Tôi không nhận ra cô. What are you doing here? Cô làm gì ở đây vậy? Where did you get that tunic? It was given to me by Unuratu. Oh, you are the queen's guest? Cô là bạn của I meant hoàng no à. Offense. Please, tôi you must forgive me. Phạm. It's all right. Don't worry. Thôi mà đừng lo lắng. How may I help you? Tôi giúp gì được cho cô? À, bên con này bán đồ nè. Da báo này. Da sói đen. Cái này là con kền kền hả? Lông của con kền kền. Cái này là lông của con đại bàng. Mình có thể mua đồ này. Dao này, dao gì đây? Trời, mà không có tiền. Mày nhỏ này bắn mắt có gì?
cái túi ghẻ bèo ở đây mà cái túi bèo nhèo vậy mà 2.600 vàng. Mày bắt bán cắt cổ hả mày? Cái con này bán đéo gì mà cắt cổ như vậy? Vô mẹ vô chỗ này cắt đồ nó nè. Bán phải cắt cổ. Missing gear. Không có dao để mày chặt cái này. Ui cái gì đi. Lại có vàng nữa nè ngon. Có nhiệm vụ phụ gì bên đây nè, từ đã. All full up, can't carry anymore. I don't have enough space for that. Ôi có một cái bay nè, ngon. It's a bit humbling to be here in Paititi. Mình có một điểm thôi, tăng cái gì vậy ta? This. I was expecting an ancient place, artifacts, tombs. I just failed to imagine. Đúng rồi, dưới nước thì sẽ nhiều vàng lắm. I was so focused on the trail of clues, I didn't even stop to wonder. I didn't mean to interfere, but Trinity's here. Vô trong này không được xài súng. Mấy cái vũ khí mờ mờ này là nó không cho mình xài này. Chỉ có được xài cung thôi, không được xài súng. Bộ đồ này cũng đẹp lắm chứ bộ. Mặc bộ đồ của người Paititi này. Đi lượm ve chai chuyên nghiệp và là. Khoan đã. Trong làng này nhiều đồ lắm. Trong đây có gì vậy? Đây là một cái hang hả? Hang gì không có ai hết vậy? Không biết trên có cái gì này? Leo lên được không? Giống một cái hang nhưng không phải. Một dạng nhà kiểu như một bị bỏ hoang ấy. Trời ơi, có xác người ôm trong đây nè. Hình như đây là một hầm mộ. Đây là một hầm mộ anh em ơi. Ui, hầm mộ bị bỏ hoang cái gì ấy? Hay là khu này là khu kiểu như là những người bị bệnh chết rồi cái gì không? Mấy người này bị chói này. Mấy người này bị chói nè. Hay là mấy người này mang tội gì rồi bị chói trong đây bỏ tới chết. Ê, ghê vậy. Như lại đồ. Chupa. Trên Makachi, về chỗ cùng được đấy. Ôi, ở đây có nước đây. Đây, mình đã được có thêm một cái bản đồ nữa rồi. Ở dưới đây có vàng, ở dưới đây có vàng. Vàng gì xanh lè vậy? Những cái này là ngọc chứ không phải là vàng. Đá quý, đúng rồi, đá quý. I don't have enough space for that. Ủa, đây là nhà của ai vậy? Impossible. I can't carry anymore. It has to be those children. Is something wrong? Huh? Oh, yes. Something is terribly wrong. Every morning, I wake up and everything in my house has been moved. You said something about an alouch. Oh, no, you too? Alouch aren't real. Cái thằng này nó bảo là có một cái vấn đề của nó khi mà mỗi sáng thức dậy, nó cảm giác như cái nhà của nó bị dời đi ấy. They couldn't get in. I tried that. They still found a way in. Maybe I should just move. Fuck. All full up. Can't carry anymore. Như vậy. Từ. Để tôi đi kiếm đường lại. Quay trở lại. Đây có đường. Có chút lạnh.
Ui, ở đây này. Có báo. Ở dưới nước này còn cái gì nữa không ta? Để tôi kiểm tra thử ở dưới nước kìa. Trên rồi. Lên trên. Chứ dưới nước không còn đường nào nữa hết á. Nhảy đâu ta? Lên được. Ở phía trên này có cái gì nha? Đâu có còn đường nhảy nào nữa đâu. Ở trên không có gì hết, không lên được. Không có lối bám nữa, không có lên được, không có cái đường lên. Thôi đi ra, chắc ở đây hết rồi, không còn gì nữa đâu. Cái khu ở trên là cái khu nhà của người ta. Ở trên là cái khu nhà của người ta, đâu có cái gì nữa đâu. Không có lên được. Có bắn dây. Nhưng mà sao tôi bắn không móc cây cung ra được nè. Không móc cây cung ra được. Có cái thanh trắng ở trên. Cái thanh đó để bắn, để bắn chứ không bám được. Không rút cây cung ra được, nó không cho. Nó không cho rút cây cung lên để thấy đéo nào nha. Quay lên quay xuống. Không có rút cây cung ra bắn kéo cái đó sập được. Mãi cha nó. Éo cho mình bắn cung mà. Thôi kệ bỏ đi. Chắc là không bắn được đâu. Trên thử xem. Trang cảm nhận thế nào Linh Ca vậy Trang? Nhỏ đó có gì đâu cảm nhận. Chuyện của nó mà, phải không? Liên quan gì với mình đâu. Nó chỉ là một đứa con nít xong rồi nó lớn lên rồi nổi tiếng nhờ mạng xã hội, đâu có gì đâu. The legend is that the Ring of Seven stand guard over reaches. But I've looked all over the place and I still haven't been able to find them. It doesn't make any sense. Gì vậy? Giật mình. Tìm được một điểm thú vị. Chết kìa. Ôi, chị ơi, em xin miếng đồ. Impossible. I can't carry anymore. I don't understand. It's almost like a creel. Không dịch được, tại vì mình chưa có hiểu cái tiếng đó. Ở đây có người nào? Are you Pisco the dead? Anh là Pisco đã chết à? At last, có thể thấy Pisco is seen. Cô có thể thấy tôi sao? No. So you are Pisco. Vậy là anh là Pisco đã chết à? Tôi là Pisco, phục vụ những vị thần. I'm Lara. Tôi là Lara. Lara. Nice tên hay name, đó. Lara.
You are not dead. Cô chưa chết. Neither are you. Anh cũng vậy mà. Oh, but I am. Tôi chết rồi. As a child, I was Khi to be bé, sacrificed. Tôi đã được hy sinh. I was brought to the mountain. The ritual was completed, Khi nghi lễ hoàn thành. Only my body. I am dead to chỉ all my friends and family. Chết thôi. À, chỉ có cơ thể tôi còn sống thôi. Tất cả. Tôi chết cho gia đình và bạn bè. I met a boy who says Pisco stole his dice. Gặp một thằng nhóc nói là anh lấy cái xúc xích của nó à. He's the son of a very arrogant noble. He insisted we play a game. He lost. Tôi đã chơi một trò chơi, thằng bé đã thua. I won those dice fair and square. Tôi lấy, tôi thắng cái xúc xích này. You want to play a game? Theo cách rất là kiểu như là quay mình chích đại ấy. Talk to five people who have been cast out. Bây giờ cô đi nói chuyện với năm người. Tell me why Taki lost, and I'll give you the dice. Những người mà bị ruồng bỏ ấy. I can do that. Ông này, ông kêu mình đi nói chuyện với năm người trong ngôi làng này, những người bị ruồng bỏ. Sau đó rồi nghe cái câu chuyện của họ kể. Rồi sau đó quay lại. Ông này, ông sẽ đưa cho mình một cục xúc xắc. Rồi, ok. Đi đâu? Không mở được cái hộp báo này. Không mở được. Đèn thiếu đồ. Miss gear, lockpick. Phải có lockpick thì mới mở được cái đó. Ông này từ bé là kiểu như đem được đem đi như là vật hiến tế cho các vị thần á mấy ông. Sau đó rồi khi nghi lễ hoàn thành thì ông vẫn còn sống. Bây giờ là ổng kiểu như là ổng nghĩ cái nghi lễ đó ổng được sống là do những vị thần muốn như thế. Nên thành ra bây giờ ổng cũng như vị thần. Bây giờ phải đi nói chuyện với những người bị ruồng bỏ. 5 người. Mà sao trên bản đồ chỉ có 4 vậy? Quét phụ thôi. Đây chỉ là quét phụ. Mắt tụt đét gì nữa này? Thì có gì không? Chim. Tới. Nhà ai đây? Ishiki, would you like to hear a story? One that my mother used to tell. I would love to. You've noticed the pools throughout the sea. Do you know why they exist? No, why? We once had a queen, a very vain woman. She ordered these well dug so that as she walked through the city, she could always see her reflection. One day, she knelt beside one of the pools, and a fish surfaced. She became very angry. The ripples in the water ruined her reflection. This queen tried to capture the fish, but she slipped and fell in and disappeared. Many tunnels between the whales were discovered during the search, but she was never found. Some say the queen is still down there trying to catch that fish. Thank you. That was quite the story. Con nhỏ này đã kể những cái hồ nước ở trong cái thành phố này nó có từ cái lúc mà kiểu như là hồi xưa có một nữ hoàng ở trong cái thành phố này nè, bả cho người ra lệnh đào những cái hồ nước đó như thế, để những lúc mà bả đi dạo trong cái thành phố này nè, bả sẽ kiểu như bả muốn nhìn cái nhan sắc của mình thì bả sẽ quỳ xuống cái hồ nước đó và bà sẽ nhìn cái hình ảnh phản chiếu của mình ở đó. Xong vào một ngày nọ, bà quỳ xuống một trong những cái hồ nước đó. Bà soi hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng mà vào lúc đó thì có một cái con cá nó trồi lên, nó làm rợn sóng mất đi cái hình ảnh phản chiếu của bà trong cái hồ nước. Rồi sau đó bà tức quá, bà giận quá, bà mới phi xuống dưới đó, bà bắt con cá. Nhưng mà bà kiểu như bà phi xuống một cái là một đi không trở lại ấy. Lính gác dồn người ta xuống kiểu như là mất xác luôn ấy. Bà phi xuống là mất xác luôn, người ta tìm cũng không có. Đó là bà phi là một đi không trở lại luôn, có tội. Nói chung là do bà
Nói chung là do bả kiểu như là kiểu bị tự luyến, anh em hiểu không? Ui, dưới đây có cái hồ nước kìa. Tết Ninja, ừ, mình rất là thích ông. Đa số tôi coi là tôi coi anh Tết Ninja hoặc là The Rat Rat ấy. Đó là hai youtuber tôi cảm thấy chơi game mode khá là hay. Kiểu mình coi họ mình cảm thấy thoải mái anh em. Tôi nghĩ là ở dưới đây sẽ có cái gì đó. Ui, tôi nghĩ là đây là một trong những cái hồ mà bà mất tích nè. Tôi nghĩ là ở dưới đây sẽ có một cái hầm mộ nào nữa. Phải không? Đây nè, một cái hầm mộ này. Tôi nghĩ là ở dưới đây sẽ có một cái truyền thuyết về cái hồ của bả. Đúng rồi, đây có một cái mộ này. Tôi nghĩ mộ này chắc là liên quan đến bà nữ hoàng. Đó, có một cái thử thách hầm mộ kế bên này. Ngon. Vàng đâu? Where the vàng? Đây là một cái map. Có thử thách. Đâu vàng đâu? Ve mai vàng. Ở đây, đây. Ngọc, cái này là ngọc chứ không phải vàng. Hồi xưa làm khách hầm mộ. Cái này không vào được, chắc là ở nơi trên. Tôi nghĩ cái hầm mộ này là của bà nữ hoàng đó đấy. Gì đây? Đi ra, cái này mình phải đi vô rồi. Đập cái này vô. Đây là challenge cho tôm nè, đúng rồi, mình đã vào một cái tên. Impossible, I can't carry anymore. Để nói cái này bắn. Bắn hay nhảy, đung vào ta? Tôi nghĩ là đung. Rồi, phi con kia. Rồi má xa quá, phải xuống. Cái này phải từ đã anh em ạ, để mình phải xét. Đi lên. Đang nguy hiểm quá. Ôi. Rồi cái này thì nhảy qua đó. Còn khó chịu bực mình không em? Là sao anh? From the riverbanks. Thấy tôi sợ quá anh em ạ.
vô trong rồi đó. Đây là một cặp khỉ song sinh á. Đây là ngôi mộ cặp khỉ song sinh. Ở trên đây là có cái lối gì này? Khám phá được một cái bay mới. Ngon. I must have arrived at the right time. It looks like the cultists were just here. 2 điểm. Story reward. Hồi đi chán. Lâu ngày lên TV hết. Lâu ngày lên TV hết. Trời ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều nha anh Kaito. Thank you. Rồi, có một điểm thôi để giành điểm đi. Tăng mấy cái điểm kia. Cái này là gì vậy? Quá trời đồ luôn nè, ở phía trên này nhiều đồ vậy. Ui, pháo đạn đen ngon. Amazing. This must be where they perform rituals honoring the sun. Wow. Trời má. Lư đã lụm đồ. I don't have enough space for that. Cái này phải giải đố kiểu đéo gì trời. Phải làm như thế nào để chỉa mấy cái gương này vào bốn cái đó. Vào mấy cái này á. Xây cái gương vô cái ngọc xanh rồi, nhưng mà phải đi qua đó mà xây rương chứ. Đi đường nào giờ, làm đéo gì có đường đi. Móc vô đâu ta? Mình phải nhảy qua bên đây thì phải. Không được, không có móc dây vô đó được. Nếu hợp lý gì cả, có cái thanh móc đó mà không móc được ta. Để tôi đi quay trở lại xem. Đi qua đây, bò qua đây, tìm đường khác đi qua bên kia. Amazing. This must be where they perform rituals honoring the sun. Không đi được đó rồi một cái. Cái gì đây? Tôi đi tìm đường khác để tôi xoay thêm mấy cái gương còn lại. Nhảy xuống đây rồi là không có đi lên, không có quay lên trở lại được nữa.
không quay trở lại được mấy ông ơi. Chỉ ra duy nhất ra đây được thôi. I won't last long if I fall in the water. Can't make it across. I'll have to backtrack. Giờ xoay thêm cũng mới đến nữa. Qua bên đây mới được có một cái à. Không có bám được đâu. Còn một cái nữa. Gì vậy nhỉ? Cái này sao quá? Đây làm đéo gì giờ? Làm gì có cái gương nào bên đây mà xoay? Think this is the way out. À, đây là lối ra. Can't make it across. I'll have to backtrack. Trời má, cái này mà nhảy lên cái là bị đâm chết á. Make it across. I'll have to backtrack. Mình phải quay lại, nó kêu mình quay lại. Quay lại. Ừ.
kia, nhưng nó chưa chính xác, phải qua chỉnh cây đèn kia nữa. Ờ, có cái đèn kia nó chưa chính xác. Chỉnh đèn đó đó. Đèn, chỉnh đèn, chỉnh đèn, chỉnh đèn.
Hay là sao đó. Phải cái này mấy ông bà. Ok, giữ tạm cái này đi. Để giữ tạm. Để tôi về tôi chỉnh cây đèn ở bên đây. Cái đèn qua bên đây. Cái đèn nó sẽ chiếu sáng luôn kia. Xíu nhưng mà cuối cùng cũng hoàn thành được. Ủa đẹp cái đường hướng bên kia mà, đường ra hướng bên kia, cái đéo nào lại đi qua đây bị liệu. Bị liệu à, tự nhiên tôi nhảy hết nguyên đường luôn. Ờ, nhờ nhảy qua đây thì tôi mới ăn được cái đó nữa. Không thì thiếu. Rồi, ở bên đây mới đúng nè. Đường ra bên đây nè. Xuống đâu vậy? À đây đây đây. À, đến ngọn lửa đi phát cho able cho nhanh. Đâu có không? Đâu có lên được nữa. Cái ngọn lửa là phải leo lên trên nhưng mà không có chỗ leo đâu.
Bộ ở sân, cái này là ngôi đền của mặt trời đó. Giờ đi ra thôi. Đó, đây là đường ra này. Ôi ra thôi. Hi hi. Trò này nhiệm vụ phụ nhiều lắm. Mấy ông chịu khó mấy ông tìm hiểu tí là cả đống cả tỷ cái ngôi mộ luôn. Bây giờ mình phải đi làm nhiệm vụ thêm, cái là mình hỏi những cái người mà kiểu như bị ruột bỏ ấy, nghe câu chuyện của họ. Phải ông này. À, ông bà này. Our love was black. Hello. Hello, Ishiki. It's rare to see outsiders in the city. Pico sent me to speak with you. Ma, Pico, I like him. You've seen other outsiders. Cô đã từng thấy người ngoại tộc trước đây rồi à? Chỉ một người thôi, anh ta rất là đẹp trai và tốt bụng. Chúng tôi đã yêu nhau. Love is forbidden, outlawed by the cult of Kukulkan. That's awful. I'm sorry. I was sentenced to death, tied to the cliffs and left to die. On the third day, I welcomed death. Vào cái ngày thứ ba khi mà tôi đã chào đón cái thần chết rồi, thì anh ta đã tìm thấy tôi. He freed me and treated my wounds. Anh ta đã cho tôi ăn và chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi chưa biết tên anh ta. It's been many years, but I still hope to see him again. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng gặp lại anh ta một lần nữa. Near the condor nests and collect their feathers. They remind me of him. Cái vết thương đó làm tôi nhớ đến anh ta. That's a remarkable story. Thank you for trusting me with it. Cảm ơn cô vì đã trung thực với tôi. Ishiki. Cảm ơn cô vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Đây, một trong những năm người. Mấy Linh ba này mẹ. Đã từng falling in love, yêu một anh người ngoài tộc à. Ngớp đấy. Impossible. I can't. This describes something nearby. Canals bring water to the arid parts of the village. And they washed me away. À, con nhỏ này nó học đọc được cái tiếng này à nè, ngon. Rồi, một người. Còn ba, bốn người nữa. I'm not sure. The dialect is familiar, but something's not right. Đi khá xa rồi. Mình vuốt con lạc đà không muốn thì được này. Nhưng mà vuốt kia vậy? Ép vào. Trời mấy nhìn à, kiểu như mặt nhìn tao có quan tâm mày không? View cho sờ miếng nha. Trời ơi, đã hả? Giống như like con cù vậy đó. Đây là con cù lạc đà. Sắp đến gặp thêm một người nữa. I don't have enough space for that. Đây, trên này. White capybara. Hello. Chào anh. Are you an outcast? Yes, Ishiki. Hello. I heard you talking about a white capybara. Oh, not just one. There are many of them. Pisco sent me to speak to all those who are cast out. You're a hunter. I am now.
I was once a farmer, but that wasn't a life for me. I felt trapped, forced to live up to the duties and expectations brought down by my family. I finally refused and went my own way. And a white capybara was responsible. No, Ishiki, a herd of them. One night they assaulted my field, trampled everything, but I did nothing to stop them. I just watched. They gave me an idea. A herd of these capybara, all white. What if I could hunt them? What if I could finally get away from the fields? So you did it. Best decision I ever made. My father disowned me and gave the farm to my sister, but that's fine with me. I'm a hunter now. They call me Paimo the White. Thank you for the entertaining story, Paimo. Thank you, Ishiki. Rồi. À, cái câu chuyện ông này kể cho mình nghe là tức là nói ngày xưa ông này từng làm nông dân, kiểu như vì gia đình ấy, kế thừa sự nghiệp của gia đình. Rồi nhưng mà ông này không thích làm nông dân, anh em hiểu không? Ông bị mắc kẹt trong cái cuộc sống á, không phải là ổng. Rồi vào một ngày nào đó, ổng gặp một cái đàn con gì ấy, hình như là đàn sói hay sao á, vào cái chỗ khu vực làm nông của ổng ấy, phá tất cả hết mùa màng của ổng, banh chành hết trơn luôn. Sau đó cái kiểu như là ổng bị gia đình kiểu như là thất vọng ấy, không, rồi đuổi đi, rồi sau đó thì ổng từ bỏ cái công việc làm nông đó, ổng đi làm thợ săn. Ổng đi tìm thợ săn. Ổng đi làm thợ săn. Rồi sẽ ổng nảy cái ý tưởng đó là ổng sẽ làm thợ săn rồi săn những cái con mà phá cái ruộng của ổng ấy. Sơ sơ là như thế. Coi. Ở đây có hai cái nữa nè. Bây giờ mình đã nói chuyện được hai rồi. Hai người rồi. Quay trở lại. Bây giờ kiểu như ổng kiểu outcaster là những người bị ruồng bỏ ấy. Outcaster là những kẻ bị ruồng bỏ. Chắc mấy ông coi chơi Horizon thì mấy ông có nhớ hồi xưa Horizon là mẹ có cái con nhỏ cũng kiểu như là bị ruồng bỏ đấy. Bị nguyên một cái làng ruồng bỏ luôn. Rồi, em xin ít đồ. Xin lỗi chị nha. Jiu, chance ta tan Abilica Witch. Đi qua bên đây cơ. Cho phía trên này, cho phía trên này. Đây đúng rồi. They said I'm a liar and not to. Hello. Chào. Pisco sent me. Pisco gửi tôi đến đây. Did he? Vậy à. Did you say you were cast out for lying? Có phải anh? No, Ishiki. I was cast out for telling the truth. Tôi đang. That was my mistake. Tôi bị đuổi đi bởi vì tôi nói lên sự thật. Should I say I've never seen an outsider? If no one believes the truth, vào cái ngày đó. Never happened. Tôi không nên. What outsiders? They dress in black and have strange weapons. They hide gold. Okay, I told the cult about the gold and the outsiders. They cast me out for lying. Lying? The gold was for them. One day, the cult will be exposed for its hypocrisy. So what do you do now? I lost everything, Ishiki. My position, power, reputation. But it took me losing all that to finally see. I had no purpose, no calling. And you found one? Yes. I serve the future by protecting the past. Queen Umatu's line are the rightful rulers of Paititi, not the cult of Kukulkan. Everything I see, everything I hear, everything I know, now helps the rebellion. A worthy cause. I send people to steal the gold shipments the outsiders deliver from time to time. They never change the drop-off point. Sounds like you're making a difference in a lot of people's lives. Thank you for sharing. It was nice talking with you. You too, Ishiki. Ok, mình sẽ giải thích cái cuộc trò chuyện của hai người này nói về vấn đề gì. Ông này, ông bảo á, ông này, ông bị kiểu như là trước mắt thì nói ông này, ông là một trong những người, trong những giáo phái, ông thuộc người giáo phái. Cái giáo phái thờ phụng thần Kukulkan gì đó. Không,
rõ lắm. Rồi là sau đó ổng nói lên sự thật, ổng nói lên sự thật, ổng mới bị kiểu như là ổng bị là tụi giáo hội đó nó đuổi ra ngoài, nó kết tội ông này bởi vì ông này nói dối. Ông này ổng nói lên là ổng đã gặp một cái tụi giống như tụi Trinity á, người ngoại tộc á, mặc đồ đen rồi trang bị vũ khí rất là tối tân. Theo mấy người này nói là vũ khí khá là kỳ lạ nên mình biết đó là súng ông. Ông nói cầm một cái những cái cây dài dài mà đen đen á. Đấy, rồi sau đó ổng nói những cái người đó mang vàng tới nữa. Trên đường đi, ổng bị trục xuất cái. Trên đường đi mấy người đó mang vàng theo để làm cái gì đó tôi không biết. Rồi ổng mới thấy như vậy á, ổng về ổng báo cáo. Ông báo cáo cho cái tụi giáo phái đó biết là ông gặp những người ngoại tộc và là đang làm những cái chuyện đó. Cái ông bị trục xuất đi. Rồi sau đó bây giờ ông đến đây, ông ở. Ông đến một cái chỗ này là những cái người mà thuộc dạng quân kháng chiến đó, anh em tách ra từ cái bộ lạc cái gì ta mẹ dịch hồi cái em biết nói như thế nào. Từ cái giáo hội á, từ cái giáo hội đấy. Còn bây giờ ông này bảo là cái hồi đó, hình như hồi đó ổng là một thuộc dạng quý tộc trong cái trong giáo hội. Cái bây giờ ổng mất tiếng nói rồi, mất vị trí các thứ rồi, ổng mới bắt đầu. Bây giờ ổng nói ổng phục vụ cho nữ hoàng và quốc kháng chiến. Và ổng gửi người đi đến cái chỗ của tụi Trinity đấy, lấy vàng bạc các thứ đồ về cho người dân ở đây. The protectors failed. Rồi sơ sơ như vậy là được rồi nhỉ. Quân phản loạn. Gia này. Quân phản loạn thì cũng không đúng lắm, tại vì những người này là những kiểu như quân kháng chiến, không có ác. Còn tụi mẹ quân giáo phái của canh ca tụi đó cũng sốt quá. Ơi. Xong hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. It is busy today. Kukulkan may have promised we'll thrive, but many make their own offerings. Mặc đồ hấp dẫn vậy. Ở bên đây còn một người nữa này. Ta đi qua gặp người này. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Mấy cái đỏ đỏ này là cái gì ta? Ở đây hình như có hầm nữa này anh em ạ. Ở đây có một cái hầm nữa này. Ở dưới nước đây toàn mấy người mộ này toàn dưới nước thôi à. Tôi nghĩ bên đây chắc là có cái gì nữa đây. Vàng vàng vàng. Đi tiếp, ở đây chỉ là ngõ cục thôi à, ngõ cục thôi. Lên cho em xin tí oxy, hết hơi. Từ tiền một lần nữa coi. Tại sao có cái đường chặn ở đây mà không có cái đường nào lối vào hết vậy? Lối nào hết á, giống như đây là ngõ cục mẹ ơi. Không có lối lên, không có lối gì hết á. Đây chỉ là vô kiếm vàng thôi rồi đi ra. Hết rồi, chỉ có vàng thôi à, không có gì hết á. Muro. Lên đây tiếp.
Uye, po uye. Kete katupu. Lên trên đó nhỉ. Sen Satana Pilika Witch. Ủa? Uje, uje. Ủa, đi đâu vậy ta? Chambelin. Hey. Başten haçta kapuç. Cái chỗ này đi kiểu gì trời? Phớt. Có cái fast travel tới đó mà. Nào đi. Làm gì có. Hồ nước á. Cái hồ nước hồi nãy mình vào rồi mà. Làm vậy là hồ nước ở dưới đây có người á. Cái hồ nước này nãy là vào hầm mộ này. Làm gì có ai trong đây. Có thể qua bên đó được. Bên đó có một cái đường qua kìa. How? Hình như bên đó mới có nói chuyện được với ai đó thì phải. Nhảy qua á. Không cứ nhảy được á. Không nhảy qua tới. Xa lắm. Qua bên đó mới gặp được. Không có qua được. Xa lắm, không nhảy được. Sao tôi lên trên đó nhỉ? Leo lên trên đó được, không có cách nào luôn á. Này. Cái bấm này nhảy xuống rồi bấm C để lặn. Không có cách nào ở bên đó được hết đấy. Never luôn. Không có cái gì để bắn mà leo qua bên đó được hết á. Đường bên phải làm có được, không có đi qua được. Cái này nó ở trên vách núi hay sao á. Khe núi này để vào trong kia mà, phải không? Cái khe núi này để vào trong cái hầm mộ ấy. Để vào trong cái đền mặt trời á. Có quái gì trong đây đâu. Càng đi ra thì càng xa. Không có vào trong đó được, không có liên quan. Không có vô trong đây. Đi vô mới gần này.
Thấy chưa? Đi ra càng ngày càng sai. Ở đây có một cái bay nữa này. Tôi nghĩ là đường ở phía dưới chứ không phải đường phía trên. Ờ, chắc là bà này nè. Đúng rồi, bà này nè, mẹ ở dưới nãy giờ đi phía trên. Hello. Are you one of the outcasts? Yes, Ishiki. I'm Jessica. Bà kia quá vậy? I'm Lara. Pisco sent me. Tôi đến đây. Pisco the dead? Pisco đã chết à? Sent you to me? Did you lose a game of Patoli? Cô đã thua. No. A boy Taki lost his dice. I'm trying to win them back for him. Lại cái xúc xích cho cái thằng bé kia. Pisco wanted me to talk to all those who've been cast out before he gives them back to me. Pisco muốn tôi nói chuyện với các người I'm để. I'm surprised he didn't try to play you for them. Để lấy cái xúc xích đó quay trở về cho thằng bé kia. All I can tell you is this. Like Pisco, I was cast out. I lost my job and my position. But not because of an accident. Because of something I did and would do again. What happened? Do you have any children? No. Neither do I. I did not receive the blessing of Ishel. But for my mistress, I was the midwife for her three children. I loved them like they were my own, until I lost my position. What did you do? I'm a thief, Lara. What did you steal? A jade necklace. Why? The youngest, Kiara, she saw the necklace while visiting a friend. She took it. They were coming for her. They would have cast her out. She was an only child. I said I took it. My mistress took the necklace from me and threw it on the floor, breaking it, and cast me out instead. I'm so sorry. Don't be sad for me. I would do it again. Kiara's learned her lesson, and she has a good life. As for me, I serve Ishel now through my weaving, the way my mother taught me. And my Kiara comes to visit me sometimes. Thank you for sharing that, Chaska. Yeah, Kiara was lucky to have you. Be well, Ishiki. Bà này á, bà bị ruồng bỏ bởi vì bà ăn cắp, nhưng mà thật sự bà không phải là ăn cắp, bà chỉ nhận tội giùm thôi, nhận tội hộ. Bà nhận tội hộ cho một người khác. Kiểu như bà nhận tội hộ thôi. Bà này rất là tốt, bà không có ăn cắp, nhưng mà cái người khác ăn cắp, bà nhận tội hộ, sau đó rồi bà mất vị trí và công việc của mình. Nói chung là bà này khá là tội. Tội nghiệp. Đó. Còn một người nữa này. Mình nói chuyện với bốn người rồi. Đó, bây giờ mình quay trở lại mình nói chuyện với một người cuối cùng nữa xong. Mình nói chung là mình cái nhiệm vụ này hay á, cho mình nói chuyện với năm người, mình sẽ biết cái cuộc đời của họ tại sao lại bị như thế. Rimac, I think we have. Hello. Hello. You're Lara, aren't you? Pisco sent you. Pisco gửi cô đến phải không? Bao nhiêu biết mù quá. I'm Moreika. Là that was the second time I heard your name today, Lara. The cultists are talking about you. You're đấy. The one who started the cleansing. The one who found the key of Shakshel.
Phải. I am. Bà này nghe được tiếng của phỉ thần á, bad, child. Cảm thấy tồi tệ. The cleansing was long overdue. It must be decided. Do we continue or begin again? That's not an easy decision. Did you hear that, Rimac? Deciding the fate of the world is not easy. I like this one. You're right, Lara. It isn't. And if the cult of Kukulkan decides, they will enslave us all and call it protection. Won't they, Rimac? He doesn't talk much. The cult is acting out of fear. Fear of what? Fear of the outside. Fear of change. But the same threats that are outside are in all of us. Fear is the enemy, not change. Change is the only constant. But look at me rambling on, Rimac. The lady must want to buy something to help in her search. Mua một cái gì đó. Ui, bà này bán đồ này. Bà này mẹ bán đồ. Trời mất cái đéo gì mẹ bộ đồ này 7.200 vàng. Trời má bà già bà cắt cổ tôi đi. Mẹ muốn cái lockpick này là mở được thôi nhưng không có đủ vàng. Để đi thấy mình để bán đồ. Để coi bán cái gì. Bán cái này coi. Bán đồ. Enjoy it. Quá trời nhiều rồi. Thank you. Thank you. Bán cho bà. Quá trời đồ. Trời ơi, bán vàng. Ui ui. Sale nè. Good quá deal. Trời ót luôn này. Bán hết. Enjoy it. Này ba cái này lụm mày thiếu gì? Chừa lấy ít thôi. Bán hết. Sau đó mình mua cái lockpick về mình mở cái hòm kia là ngon ngay. Enjoy it. Yeah, này. Oh, ok. Giờ mua nè. Mua cái lockpick nè. Thank you. Cái bộ đồ 9.000. Laser light. Ngon hả? Cái Uzi à? Cái này là cái gì vậy? Mẹ bà già có súng này mà ghê. Bà này thuộc là giống như bà là một dạng tiên tri ấy. Mắt bà mù hết nhưng mà bà biết mình là ai luôn cơ. Bà còn biết mình là kẻ mà giải phóng ra cái những cái thiên tai đó luôn ấy. Cái cuộc thanh trần đó nữa chứ. Gớm đấy. Già ghê này. Này là hộp đồ á. Mua luôn. Good deal. Come find me if you need anything else. Hãy đến tìm tôi nếu cô cần bất cứ gì. Rồi. Xong rồi đó, bây giờ về trả nhiệm vụ thôi. Trả nhiệm vụ phụ. Mở cái lockpick kia ra là ngon. Mấy bà già gân. Ghê vậy. Đừng bán hết đâu, mẹ bán chưa là ít chứ. Trên đường đi vẫn có cái xài. Rồi, trả cái xúc sắc đây. You've already spoken to them, haven't you? Nói chuyện với hết. I have. But you still don't see it. They all had. Hope. You need to do better than that if you want to win the game, Lara. Hope is one thing, but all those who have been cast out have thrived in their new lives despite their circumstances. Even you, Pisco. Well, I am the best Patoli player Paititi has ever known. Not bad for a dead man. Not bad at all. So again, what did you learn? I learned that sacrifice can make your life better. That you shouldn't be constrained by the legacy of your family. You can find your own path. Love is stronger than death. And you need to believe in something greater than yourself. But ultimately, you can't control everything. It's what you make of your situation that defines you. Well said, Lara. You're sure you're not dead? Taki thinks he lost his dice because he was unlucky. But it's not the throw of the dice that wins the game. It's the skill of the player. I see that. What did you think of Moreka, the outcast? She was expecting me. She seemed to know quite a bit about me. Ah, she knows a lot about everything, Ishiki. She has the most wondrous items in her shop. Artifacts known only to the gods. I saw. You were lucky you found her.
She often travels outside of Paititi, gathering inventory. She seemed the most optimistic. Of course she is. We have a saying in Paititi. We all create destiny. We don't choose our circumstances, only our actions. A lesson my friend Taki needs to learn. Well played. Thank you, Pisco. I'll bring the dice back to Taki. Ông dạy mình đi gặp năm người đó để mình rút được những cái bài học của họ. Trong cái rủi cũng có cái may, và trong tuyệt vọng vẫn có sự hạnh phúc. Ghê đấy, triết lý, good. Thôi, được rồi, mở cái này ra. Em quan trọng là em muốn mở cái hộp chết của anh đây nghe. Ngon, gì đây? Trời ơi, 10 vàng, 10 ót luôn, ngon. Phê đấy. Can't figure out the dialect. I must be missing something. Trình độ tiếng Anh của tôi cũng mẹ thuộc diện bình thường lắm mấy ông ạ. Nhiều khi nó cũng si đa đấy bà. Không giỏi lắm đâu. Nhưng mà nói chung là tôi dịch sơ sơ cho anh em hiểu được là được rồi. Có một cái nhiệm vụ phụ gì đâu đây này. Mấy người này bị gì vậy? Bị lao hả? Bệnh gì á? À, đây cái gì đây? Mấy người này bị cái gì mà nằm đây lên láng vậy? Chắc là đang cầu mẹ làm phép hay gì đấy. Come see what I have to trade. Đi coi nhiệm vụ phụ coi, tiếp nhiệm vụ phụ. Tôi sẽ làm hết tất cả những gì của đây mà. Mình sợ mấy con lạc đà đấy. Beautiful. Ờ he, xài fast travel cho nó lẹ. Tại sao mình xài fast travel? Trời ơi, ông kia ông bán cái thịt gì mà máu me mẹ như đèn tế vậy ba. Trời ơi, ông cắt tiết gà kìa. Con cắt tiết gà kìa, con ông làm gà kìa. Trời ơi, ông làm gà, ông làm... Làm gì vậy? Có ai mua đâu mà dơ dơ vậy? Không ai mua hả? Không ai mua hết anh ơi. Không ai mua hết á. Trời ơi. Gà đây. Gà ngon lắm đây. Gà tươi đây. Ai mua không? Gà đây. Cắt cổ gà đây. Lấy huyết gà đây. Mua gà đây. Gà rẻ lắm anh em ơi. Gãy mua gà đây. Cắt con gà ghê vậy. Đây là gì nữa? Trời ơi, một con hưu ạ. Đây là một con hưu với con nai. Ghê vậy. Xài fast travel chạy cho nó lẹ. Cắt con gà như mẹ cắt con gì ấy. Nào nu luôn. 3 điểm skill ngon. Từ đó, 3 điểm skill. À tăng. Ui. Này là khi mà mình kiểu như mặc cả với ngon tăng cái chiêu này vì bán đồ thương nhân có thể là được lên giá hay sao ấy. Chiêu này hợp lý đó. Fast travel. Ở trên đây làm gì có cái fast travel nào mà đi. Thôi đi bộ, nó không cho mình đi fast travel. Ở trên đó làm gì có cái kem nào. Bạn dịch tiếng Anh khá tốt, cảm ơn bạn. Bạn hiểu là mình vui rồi. Tôi thích làm nhiệm vụ, tôi thích khám phá hết tất cả những gì cái game này có. Tại vì game này là triệu mấy lận. Mấy ông chơi cốt truyện chính không á thì ủ tiền lắm. Đây nè.
trả xúc sắc lại cho đằng này. I found your dice talking. Chị đã tìm được xúc sắc của em rồi nè. Cảm ơn chị. Didn't you say Pisco stole your dice? Em đã nói Pisco đã ăn cắp cái này phải không? According to him, he wanted to play a game and you lost. Em muốn anh ta chơi game. Again. Just one more roll and I would have won. Pisco wanted you to know. Pisco it's not the throw of the dice that wins the game. It's the skill of the player. Now that I have my dice back, I can practice more. Cái xúc sắc của tôi lại cho thanks tôi again, nhanh Ishiki. Lên. Thằng này thì mẹ bố láo lắm nhá. Cái thằng này á, ông Pisco bảo á, cái thằng này muốn chơi một cái trò chơi, chơi xong thua lại đổ tội cho ông Pisco là ăn cắp. Ông Pisco giải thích á, thằng này là con của một kiểu như là một phú hộ, anh em hiểu không? Kiểu như là con của một cái nhà giống như nhà giàu ấy, quý tộc ấy, rồi nói chuyện khá là bú láo. Công nhận bú láo thiệt. Mẹ. Thằng mất chạy nhá, nhớ tao đấy. Chả mang xúc sắc lại cho nó mà nói chuyện con bú láo vậy. Láo Billy. Kiểu con ông cháu cha luôn ấy. Rồi bây giờ đi gặp chủ chính cái đã. Nữ hoàng đang đứng ở đây này. Cho qua đi. Hakan. Hakan. Hakan là ai vậy? What is this? Chuyện gì vậy? Cultist waiting for their deity to appear. Một giáo phái đấy. When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Khi mà cái ta thiên tai đến. Sacrifice a god. Cái gì? The sacrifice is my duty. But this cool leader will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Sao có thể làm lại cái thế giới này? Remake the world. Làm lại thế giới. What? Sao? I've tôi đã heard nghe those cái từ này trước đây rồi. There he is. Ông ta đến kìa. Ông này là ông vua của tụi giáo phái hả phải không? I know him. Tôi biết ông ta. That's Dr. Dominguez. Ta là tiến sĩ Dominguez mà. Behold, the instrument of our unity and salvation. Sớm thôi, ước mơ của chúng ta. Soon, hòa bình. Our dreams of peace and safety will be realized. Sẽ được thực hiện. Chết, ông này là tiến sĩ Dominguez mà. They already call him Kukulkan. But his real name is Amaru. Họ gọi ông ta là Kukulkan. He was born here, but raised. Ta đã được sinh ra ở đây và nuôi dạy ở đây. By outsiders. Nói dối bởi những kẻ ngoại tộc. People believe in him. Những người này tin ông ta. But you don't. Nhưng mà cô không tin phải không? My late husband Saidi was his brother. They had differences over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. Sĩ, you have seen the storm. Tôi đã thấy cơn bão. You are worried about worse to come. Mọi người đang lo lắng chuyện tồi tệ sẽ đến. Will persevere and thrive forever. I know him. If Amaru is successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Đâu ra người Nhật vậy? Yes. Our best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Death to the outsiders! Chết đi tên ngoại tộc kia! Retribution will come! Hakan! Hakan! Enough! Đúng rồi đó! We must strike while the snake is within reach. Justice will be met in good time. Chúng ta cần phải chờ thời thời điểm. For the sake of impulse. Đúng rồi! Bây giờ mà la hét như thế thì giết cho mẹ veo mồm ra. Đừng bắt mấy ông này ám sát à. Ôi. Chết mẹ rồi, tôi thấy rồi. Chết rồi. Ashley, go scout ahead. Yes, we'll meet you at the edge of the mountain. Cha được chú đi con. Last warning. Cảnh báo cuối cùng đấy. Go. Follow Ashley. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box. Tôi tìm cái chiếc hộp đấy. You've been warned to keep the peace.
I was just out for a pleasant stroll with my son. Amar is losing his patience. Amaru đang mất kiên nhẫn đấy. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Ghê đấy. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Jonah, can you answer? Yeah, me and Uchi set up cam. Everything's okay. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi mọi người ạ. À. 2 tiếng rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ngày mai chúng ta lại chơi tiếp nha. Bây giờ thì bye bye anh em. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm với con game này tiếp. Bây giờ thì chúng ta bye bye thôi. Bye bye anh em rất là nhiều. See ya. See ya. Xem game đã. Rồi, rất cảm ơn em đã theo dõi. Hôm nay chúng ta ngừng tại đây thôi. Ngày mai chúng ta lại chia chơi tiếp tập 4.